Hai mẹ con xin. Là một ca khúc mà Thân Bình nghĩ là chắc khán giả Việt Nam mình cũng sẽ quen thuộc với ca khúc này, tại vì trước đây cũng có những nhiều anh nghệ sĩ Việt Nam mình cũng viết lại về ca khúc này rồi, nhưng mà Thân Bình viết lại một cái lời mới hơn để nó phù hợp với cái giọng hát của mình hơn. Bài hát của Quang Thục Di có tên gốc là Khó Có Được Người Tình, nhưng mà khi Thân Bình viết xong thì Thân Bình nghĩ là chắc là mình sửa lại cái tên tiếng Việt tí xíu để cho nó dễ chịu hơn. Đó là Viết Nên Chuyện Tình. Xin mời mọi người cùng thưởng thức nha. Cảm ơn rất nhiều. Nhìn ánh nắng xuân sang, con tim được đành thương.
xa chờ chàng vào cơn gió. Ở nơi đó em có hay không? Tình yêu ta như hoa nở giữa mùa đông, sẽ chẳng muốn công nếu chúng ta luôn được sống bên nhau. Nói thương anh được không? Nói yêu anh được không? Một tiếng thôi anh cũng sẽ bằng lòng. Giọt sương rơi trong đêm lạnh dưới những ánh sao, nụ hôn ta ôi ngọt ngào, tiếng yêu vừa trao. Nhưng khoảnh khắc qua hữu tình, anh có vẽ cho đôi mình. Từ hôm nay anh viết nên chuyện tình. Giọt sương rơi trong đêm lạnh dưới những ánh sao, nụ hôn ta ôi ngọt ngào, tiếng yêu vừa trao. Nhưng khoảnh khắc qua hữu tình, anh có vẽ cho đôi mình. Từ hôm nay anh viết nên chuyện tình. Xin chào tất cả mọi người. Đây là một cái dự án, một cái series mà Thân Bình đã muốn làm từ rất là lâu, nhưng mà vấn đề thời gian của mình, rồi cũng nhiều cái cuộc sống nó cũng cuốn trôi mình đi á, cho nên là mình cũng chưa có thời gian để mình làm cái dự án này. Thì đây là một cái dự án mà những ca khúc mà nó gắn liền với tuổi thơ của Thân Bình, những ca khúc nhạc Hoa. Thì cái đợt này là một cái đợt nghỉ rất là lâu, và Thân Bình có nhiều thời gian hơn để mình ngồi mình viết và mình làm một cái dự án mà nó gần như là mình thỏa một cái sở thích của mình thỏa một cái điều mình muốn làm mà mình chưa có thời gian, cũng như là có một cái gì đó cho quý vị khán giả.